Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, tại Đồng Tháp bắt hai siêu trộm đột nhập tiệm vàng lấy tài sản trên 700 triệu đồng. Lợi dụng danh nghĩa báo chí dọa dẫm doanh nghiệp, một tệ nạn cần dẹp bỏ ngay. Cây bưởi diễn cổ thụ hơn 350 trái, giá thuê Tết trăm triệu vẫn có khách đặt cọc. Mà xử lý thông minh của người đàn ông khi bị chó giữ tấn công. Chào mừng quý thính giả đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cập tin nóng với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Tin nóng. Ngày 14 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng trộm cắp tài sản tại tiệm vàng Phương Vi thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, thu hồi tài sản trên 700 triệu đồng, Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây án là Trần Tuấn Kiệt, sinh năm 1990, là đối tượng đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mở rộng điều tra, Kiệt thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng Phương Vi cùng Lê Văn Lắm, sinh năm 1988. Với ý định trộm tài sản tại tiệm vàng và để quan sát địa điểm đột nhập, nên ba ngày trước khi gây án, Trần Tuấn Kiệt đã đến tiệm vàng cầm một điện thoại với giá 7 triệu đồng sau đó điện thoại cho Lắm đang làm công nhân tại thành phố Thủ Đức, rủ Lắm cùng thực hiện hành vi trộm cắp. Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện đối tượng Lù A Minh, sinh năm 1986, có biểu hiện móc nối với một số đối tượng ngoài tỉnh tìm mua thuốc viện và heroin mang về Lai Châu tiêu thụ. Quá trình điều tra xác định, với vỏ bọc là trưởng ban mặt trận tổ quốc Nậm Dê, Lù A Minh có bề ngoài là một người hòa đồng, đạo mạo để đánh lừa cơ quan chức năng. Trước đó, ngày 12 tháng 12, trên quốc lộ 4D, đoạn qua bảng Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Lù A Minh có hành vi mua bán trái phép chất cấm. Tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin và gần 10 kg thuốc viện. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng. Trưa ngày 14 tháng 12, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với công an thị xã Phước Long thực hiện khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng. Nạn nhân tử vong là LVL 23 tuổi, còn hai người bị thương nặng là HVH 16 tuổi và BHA 17 tuổi. Thông tin ban đầu do có mâu thuẫn nên ngày 13 tháng 12, VVQ 20 tuổi và TVB 18 tuổi hẹn nhau đến trước cửa hàng trên đường DT759 thuộc khu phố Long Điền 1, phường Long Phước để giải quyết. Sau đó, Quy gọi thêm LVL cùng một số thanh niên khác. Còn B cũng gọi nhóm bạn, trong đó có BHA và HVH mang nhiều hung khí nguy hiểm đến điểm hẹn. Tại đây, hai nhóm lao vào hỗn chiến khiến LVL tử vong tại chỗ. Riêng A và H bị thương nặng được đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện công an đang tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Sáng ngày 14 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ án xảy ra tại địa bàn bản Hữu Văn, xã Châu Kim, huyện miền núi Quế Phong. Nạn nhân trong vụ án là ông Lô Văn Tuyên, 62 tuổi, được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 12, sau khi đi uống rượu về, thì ông Tuyên và ông Lô Xuân Chiến, 57 tuổi, xảy ra mâu thuẫn. Phát hiện sự việc, vợ của ông Chiến ra càng ngăn hai người, nhưng bất thành. Hậu quả, cả hai người cùng bị thương nặng. Người dân đã đưa hai người đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Tuyên đã tử vong. Còn ông Chiến đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Châu Kim đã có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu và báo cáo lên Công an huyện Quế Phong. Được biết, ông Tuyên và Chiến là anh em họ với nhau. Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Đảo, Cầu Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với các đơn vị đã cứu hộ kịp thời một cá thể rùa biển quý hiếm mắc vào lưới đánh cá của ngư dân. Trước đó, ngày 14 tháng 12, cá thể rùa biển này bị mắc vào lưới đánh cá trên biển của các ngư dân xã Triều Vân, huyện Triều Phong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Đảo, Cầu Cỏ đã cử cán bộ chuyên trách về địa phương hỗ trợ. Theo cán bộ chuyên môn, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Đảo Cồn Cỏ, cá thể rùa biển này là đời mồi dứa, trọng lượng 40 kg. Đây là một trong 7 loài rùa biển cổ đại còn tồn tại trên thế giới, thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ. Theo người dân, trong những ngày qua, vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Trị có nhiều môi, sứa, nên có thể cá thể rùa này đã đi theo để kiếm ăn và mắc vào lưới đánh cá của người dân. Tiểu mục nóng trên mặt báo Tiểu mục nóng trên mặt báo ngày hôm nay sẽ bàn về một vấn nạn liên quan đến lĩnh vực báo chí đó là lợi dụng danh nghĩa báo chí dọa dẫm doanh nghiệp Và vụ việc mới nhất đó là vụ làm giả bằng cấp để xin làm cộng tác viên cho một số tạp chí rồi đi dọa dẫm xin tiền doanh nghiệp Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Thái Nguyên Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với 5 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản, các đối tượng gồm Hoàng Văn Hữu, 32 tuổi, trú tại xã Phục Linh, Đào Văn Thể, 43 tuổi, trú tại xã Lục Ba, Đào Đình Luyện, 46 tuổi, trú tại xã Phúc Lương và Vũ Hoàng Bình, 36 tuổi, thị trấn Hùng Sơn và Đỗ Mạnh Dũng, 39 tuổi, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Theo điều tra, các đối tượng Hữu, Bình, Dũng, Luyện làm giả bằng cấp để xin làm cộng tác viên cho một số tạp chí, rồi đi dọa dẫm xin tiền doanh nghiệp. Riêng đối tượng Đào Văn Thể, mạo danh phóng viên, chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại. Tổng số tiền chiếm đoạt gần 200 triệu đồng. Theo ông Trương Văn Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phục Linh, đối với đối tượng Hoàng Văn Hữu, trú tại xóm Ngọc Tiến, theo ông Đoàn, Hữu chưa có tiền án tiền sự gì tại địa phương. Đối tượng là lao động tự do. Trước đây có nhiều thông tin, người dân bảo Hữu làm về báo chí. Tuy nhiên, Hữu không thường xuyên có mặt tại địa phương. Nhiều người dân gần nhà đối tượng còn không biết Hữu đi đâu, làm gì. Trước đó, ngày 29 tháng 11 vừa qua, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang đối tượng Đặng Ngọc Bảo có hành vi nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện công ty cổ phần Trường Lợi. Bảo không có thẻ nhà báo, chỉ có tờ giấy giới thiệu của tạp chí Môi trường và Xã hội. Cùng ngày 29 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái khởi tố và tạm giam đối với Nông Văn Dũng và Nguyễn Hoài Nam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hai người này tự xưng là nhà báo, đe dọa doanh nghiệp đưa tiền. Nếu không, sẽ đăng lên tạp chí kinh doanh và biên mậu còn nhiều vụ tương tự xảy ra ở nhiều địa phương, công an khởi tố nhiều người liên quan đến lợi dụng doanh nghiệp báo chí cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp. Và hiện nay có nhiều người cầm trong tay tờ giấy giới thiệu là phóng viên hoặc cộng tác viên của một số cơ quan báo chí đi đến các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học tìm những sai phạm hoặc sai sót của đơn vị để đe dọa đưa tin, đòi tiền. Có nhiều kẻ cấu kết với nhau, dọa đánh hội đồng, doanh nghiệp trên các mặt báo doanh nghiệp e ngại thông tin không tốt sẽ ảnh hưởng đến làm ăn, nên chấp nhận đưa tiền để yên thân. Bọn chúng nắm được tâm lý đó nên rình rập tìm ra sơ hở của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện âm mưu cưỡng đoạt tài sản. Và những người này không có chuyên môn báo chí, không viết tin bài, không có trách nhiệm nghề nghiệp, không đóng góp cho xã hội, chỉ đi quậy phá rồi kiếm tiền. Câu hỏi đặt ra là tại sao các cơ quan báo chí cung cấp giấy giới thiệu, giấy cộng tác viên cho những người này? Đây là sự tiếp tay, hoặc có sự chia chắc tiền bạc cần phải làm rõ. Nếu người đứng đầu cơ quan báo chí có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của những người này, cần phải xử lý theo pháp luật. Chưa kể, các cơ quan quản lý phải xử lý các tờ báo, tạp chí có những cá nhân thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhưng có một điều cần lưu ý, đó là người dân, doanh nghiệp đừng sợ những người giả danh báo chí đòi tiền, gặp là tố cáo với công an ngay lập tức. Nếu còn đưa tiền, là còn dung dưỡng loại tội phạm này. Vâng và đến đây thì nội dung này xin được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý thính giả, thời gian gần đây tại các cánh đồng vùng trũng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nông dân thực hiện mô hình nuôi cá ruộng lúa vào mùa nước nổi. Đây là mô hình được bà con áp dụng nhiều năm qua, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trước đây tại những khu vực vùng trũng của tỉnh Hậu Giang như huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, Mỗi khi đến mùa nước nổi, nông dân sản xuất vụ lúa thu đông kém hiệu quả nên thường bỏ đồng trống. Những năm gần đây, bà con bắt đầu tận dụng diện tích ruộng ngập nước để nuôi cá, mang lại hiệu quả cao. Khoảng tháng 7 âm lịch hàng năm Khoảng tháng 7 âm lịch hàng năm, khi nước nổi tràn về những cánh đồng, cũng là lúc nông dân khởi động vụ nuôi thủy sản trên ruộng. Thủy sản được thả nuôi trên ruộng chủ yếu là cá trê, cá chép vàng, cá mè hoa, cá chim trắng, sạc răng, Thông thường, người dân sẽ mua cá giống về thả trước trong mương vườn để cá làm quen môi trường tự nhiên, sau đó mới dùng lưới cước, vây bờ rồi thả cá ra ruộng. Cách làm này giúp hạn chế tối đa tỷ lệ hao hụt cá giống. Ông Phạm Văn Lam, xã Hòa An, huyện Phùng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết. À, đây làm được hai vụ, vụ ba thì bỏ, người ta bỏ, đang nhập thì mua cá thả vô, thả tới trăm bốn mấy cái thả nhiều hơn năm rồi đây ra cá đậu con nó bự á. Trung bình 1.000 mét vuông đất ruộng, nông dân thả đuôi từ 2 đến 3 kg cá giống. Sau khoảng 3 tháng thả đuôi sẽ thu hoạch với năng suất từ 50 đến 60 kg cá thương phẩm. Theo nhiều hộ dân, mô hình nuôi cá ruộng tốn ít công chăm sóc. Người dân chỉ tốn tiền mua cá giống và thức ăn vào giai đoạn thả cá trong mưa vườn và tiền mua lưới cước bao xung quanh ruộng. Suốt quá trình thả nuôi, cá tự sinh trưởng, kiếm nguồn thức ăn ngoài tự nhiên, chủ yếu là rong, rêu, rơm rạ, lúa chét của vụ trước và các loài côn trùng. Mô hình có chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận so với trồng lúa vụ 3 tăng từ 2 đến 3 lần. Ông Nguyễn Văn Tím, xã Hòa An, huyện Phùng Hiệp, tỉnh Hậu Giang chia sẻ. Như mình nông dân thì mình cũng lợi được, ở không làm gì, bỏ công ra mình giữ vậy nên mấy tháng nước, rồi. mình cắt lúa, lúa vụ hè thu rồi mình nó thả đợi mưa xuống có nước lên thì mới thả được. Sau gần 3 tháng nuôi cá trên ruộng, giữa tháng 10 âm lịch, nông dân sẽ thu hoạch cá ruộng để chuẩn bị đất gieo xạ vụ lúa đông xuân. Mỗi ký cá mè, cá chim trắng sau khi thu hoạch có giá bán tại ruộng khoảng 10.000 đồng, tùy loại. Sau khi trừ chi phí đầu vào, nhân công thu hoạch, lợi nhuận còn lại khoảng 30%. Ông Võ Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang, nói. Thông qua các hoạt động khuyến nông, chúng tôi cũng đã xây dựng cái những cái mô hình khuyến nông đặc biệt hướng dẫn bà con mình xây dựng các mô hình nuôi cá cá ruộng hai vụ lúa một vụ cá thì từ đó thì đã góp phần giúp cho bà con nhận thức được cái, cái thực tế trong thực tiễn sản sức cái đó thì cái phong trào nuôi cá ruộng được bà con ngày càng quan tâm cũng như là phát triển cái diện tích ngày càng nhiều hơn so với những năm trước theo thống kê của cơ quan chuyên môn tỉnh Hậu Giang, tổng diện tích nuôi thủy sản trên ruộng hiện có trên 7.800 ha, tăng khoảng 300 ha so với kế hoạch. Mô hình nuôi thủy sản trên ruộng lúa trong mùa nước nổi không chỉ mang lại lợi ích kép về kinh tế và môi trường, mà còn giúp tạo ra nguồn thu nhập cho lao động nông thôn, giảm rủi ro do dịch bệnh, chi phí trong vụ mùa kế tiếp. Ngành nông nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục duy trì và phát triển phong trào này với quy mô phù hợp trong năm 2024. Thưa quý vị, tại Sóc Trăng, nơi có diện tích trồng hành tím lớn nhất cả nước, tập trung tại thị xã Vĩnh Châu. Những ngày qua, nông dân đang tập trung trồng hành tím sớm phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán Giáp thình. Vụ hành tím sớm năm nay do thời tiết ít mưa nên khá thuận lợi cho việc xuống giống. Với trên 3.000 mét đất trồng hành tím, năm nay ông Thạch Soan đã xuống giống hành tím hơn một tháng với mong muốn bán được giá cao trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Bởi dịp này, hành tím có giá cao hơn từ 10.000 đến 20.000 đồng một kg. Ông Thạch Soan, xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết. Hiện nay có người bán trước đó, thì nghe là có người bán 40 ngàn, 50 ngàn thì mình nghe thôi. Nhưng mà nó nó hành thì nó tất nhiên là nó hiếm, tất nhiên là nó phải lên giá rồi. Thì hành của tôi năm nay thì có một đám thì có 20 ngày, một đám có khoảng là 10 ngày. Nhưng mà tôi hy vọng là, là được ổn định thời tiết thì nó sẽ trúng hành rồi giá cả thì cũng mong được giá cao. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, tuy nhiên chi phí đầu tư cho vụ hành sớm năm nay khá cao. Do vậy, giá hành tím sớm cung ứng vào dịp Tết nguyên đáng dự kiến sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 10.000 đồng 1 kg trở lên. Ông Mã Chí Thọ, trưởng phòng kinh tế thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, nói. Thì chúng tôi cũng tham mưu cho thị vị quý ban, thì cũng liên kết với các cái doanh nghiệp trong ngoài tỉnh để hỗ trợ cho bà con trong vấn đề tiêu thụ thì bên cạnh đó thì hiện nay thì trên sàn giao dịch điện tử của tỉnh đó, thì chúng tôi cũng khuyến khích các doanh nghiệp là đăng ký trên cái sàn giao dịch điện tử niên vụ hành tím năm 2023-2024 sóc trăng dự kiến xuống giống khoảng 5.000 hecta trong đó diện tích hành tím sớm có trên 1.600 hecta ngành chuyên môn cũng đang chuyển giao các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm chi phí đầu vào cũng như tránh tình trạng ung ứ hành thương phẩm như nhiều năm qua. Cứ vào dịp cuối năm, không khí tại các vườn đào tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội lại hết sức sôi động. Nhiều nông dân ở các tỉnh đổ về đây để làm công việc thời vụ, đánh gốc đào thuê. Khối lượng công việc lớn, vất vả nhưng bù lại mỗi người có thể kiếm được cả tiền triệu mỗi ngày. Dịp này, nhiều nông dân kéo về khu vườn đào Nhật Tân để tìm việc thời vụ kiếm thêm thu nhập thu nhập của những người đánh gốc đào được tính theo cây. Đánh cây nhỏ được khoảng 100 ngàn, cây to 150 ngàn. Trung bình làm hết công suất được hơn 10 cây, khoảng trên dưới 1 triệu đồng một ngày. Công việc đánh gốc di chuyển cây của mọi người thường sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 17 giờ. Đánh gốc đào thuê là công việc vất vả, đòi hỏi người lao động phải có thể lực tốt. Tuy việc này chỉ mang tính thời vụ từ 1 đến 2 tháng, cao điểm trước Tết, nhưng đem lại nguồn thu đáng kể cho người lao động. Nếu chăm chỉ, những người lao động tại đây có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày. Tiếp theo mời quý khán giả cùng đến với Hương Yên để tìm hiểu về hai cây bưởi diễn cổ thụ hơn 350 trái có giá lên đến 175 triệu đồng. Cả hai cây bưởi đều là những gốc bưởi già lâu năm và được khách đặt tiền chốt mua thuê cây về chơi trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp tới. Được biết, đây đều là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của nhà vườn Hà Hằng, một trong những vườn cây cảnh quy mô, giá trị lớn nhất tại thủ phủ cây cảnh, tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, nhà vườn này sở hữu, cung ứng ra thị trường rất nhiều cây cảnh đẹp, độc lạ với giá mua, thuê cây từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Ông Đỗ Minh Hà, chủ nhà vườn Hà Hằng cho biết trong số những cây bưởi diễn giao dịch thành công trong những ngày vừa qua, có hai cây bưởi diễn có khách đặt cọc ngay sau khi đến xem cây, quyết tâm sở hữu dù giá tiền ở mức cao. Trong đó, một cây bưởi diễn được cho thuê 120 triệu đồng. Cây bưởi chua cổ thụ được mua từ Tuyên quan vài năm trước đây với giá gần 50 triệu đồng, tuổi cây khoảng 60 năm. Sau khi đưa về vườn, ông Hà phải mất thêm 3 năm chăm sóc, tạo tán thật đẹp để tiến hành ghép quả thành cây cảnh. Năm nay, cây bưởi cổ thụ này được ông Hà thiết kế và ghép lên 350 trái bưởi diễn, cây còn lại cũng là dòng bưởi diễn, được một khách hàng ở Hà Nội chốt mua với giá 55 triệu đồng. Nhà vườn Hà Hằng đã nuôi giữ gốc bưởi trong nhiều năm. Cây bưởi có dáng trực, thẳng đứng. Từ gốc lên đến ngọn, ông Hà kỳ công cắt tỉa, tạo nhiều tầng tán khác nhau để ghép lên 200 trái bưởi diễn. Ông Đỗ Mạnh Hà chia sẻ rằng, ông đã tốn nhiều công sức, thời gian và tài chính để sưu tầm các gốc bưởi từ các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Cạn, nên không muốn bán hẳn mà chỉ cho cách thuê để chơi Tết. Sau Tết thì chuyển cây về vườn để chăm sóc tiếp cho những năm sau. Cũng theo ông Hà, dịp Tết nguyên đáng sắp tới, nhà vườn của gia đình cung ứng ra thị trường khoảng 300 cây bưởi quốc cảnh với tổng giá trị ước tính không dưới 10 tỷ đồng. Giá bán dòng cây thấp nhất là 5 đến 6 triệu đồng một cây, dòng cây trung bình từ 30 đến 50 triệu đồng một cây, còn dòng cây ở phân khúc cao cấp từ giá 60 triệu trở lên, cao nhất là 150 triệu đồng một cây. Hiện nay, nhà vườn ông Hà đã có gần 100 cây được khách đặt mua, thuê. Tin Thế Giới gây chú ý, mới đây một câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở nước Mỹ. Sau khi thấy 5 chiếc ô tô bị phá hỏng trong đêm, chủ đại lý xe hơi xem lại camera giám sát thì phát hiện cảnh khó tin. Sự việc xảy ra tại đại lý G Moto phía bắc quận Harris, gần Cypress Ridge Parkway, Mỹ. Đoạn clip ghi lại cho thấy những con chó đã phá hỏng cản và trắng bùng của nhiều chiếc ô tô trong 3 đêm khác nhau. Giám đốc bán hàng Gabi Factory cho biết ít nhất 5 chiếc ô tô đã bị hư hỏng. Ông ước tính sự cố gây thiệt hại từ 100.000 đến 350.000 đô la Mỹ. Đại lý xe đã trình báo sự việc lên sở cảnh sát Houston và cảnh sát nói rằng đó là một vấn đề dân sự nên họ cũng không thể giúp gì nhiều, trừ khi những con chó tấn công và làm bị thương ai đó. May mắn là sự việc không kéo dài thêm vì đại lý đã chuyển sang địa điểm mới. Trước mắt họ chỉ có cách duy nhất là làm hàng rào kiên cố để ngăn chặn việc này lặp lại. Sự việc gây chú ý sau đây cũng liên quan đến loài chó một người đàn ông bị một con chó dữ lao tới tấn công và người này đã có màn xử lý rất nhanh nhạy. Sự việc được ghi lại tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Một người đàn ông mặc đầu đen đang đi ngang qua chuồng gia súc trong khu đất của mình thì một con chó canh gan hung hãn lao tới. Thay vì hoảng sợ bỏ chạy, người đàn ông bình tĩnh tóm lấy miệng con vật, dù nó to gần bằng anh. Sau đó, người này giữ chặt lấy miệng và cổ con chó, rồi hét lên kêu cứu. Lúc này, con chó gan, gan bắt đầu găm cơ và cố gắng tự giải thoát. Tuy nhiên, con vật vẫn không thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tiêu hủy hàng chục ngàn sản phẩm không đảm bảo chất lượng, giả mạo nhãn hiệu. Tiểu mục chuyện nghề mới, nông dân hội quán sáng tạo nghiên cứu nhiều cách làm hay trong nông nghiệp thông minh. Tiểu mục cà phê không đường tiểu mục cà phê công đường sẽ tiếp tục chương trình với một vấn đề đáng quan tâm liên quan đến tệ nạn cờ bạc. thưa quý khán giả thời gian qua nhiều đối tượng tổ chức các bạn lưới đánh bạc trực tuyến với số tiền khủng lên tới hàng ngàn tỷ đồng và số người tham gia rất lớn đã bị cơ quan chức năng liên tục triệt phá gần đây và đã có những bản án nghiêm khắc với nhiều đối tượng. tuy nhiên như đó chưa đủ để cảnh tỉnh những kẻ muốn kiếm tiền bất chính bằng các hình thức đánh bạc. Vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, Bộ Công an xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố 11 người về tội tổ chức đánh bạc, 16 người khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Trong đó có một số người nước ngoài. Các đối tượng tham gia đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Câu lạc bộ cho khách đánh bạc bằng hình thức poker, người tham gia phải mua chip, sau đó có thể dùng chip để đặt cược với nhau. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chip cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt. Lực lượng chức năng xác định tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng thức poker khoảng hơn 20 tỷ đồng. Trước đó ít ngày, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi công an thành phố Hà Nội đề nghị kiểm tra thông tin tổ chức giải Brick và Broker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình. Văn bản xuất phát từ việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận được đơn phản ánh về công ty cổ phần giải trí VSOB tổ chức giải Brick và Poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình. Đơn phản ánh cũng nêu công ty này cùng với nhóm người nước ngoài còn bán vé giá trị rất cao, lên tới 250 triệu đồng, mang tính sát phạt nhau của những người đến tham gia chơi công ty và nhóm người tổ chức người nước ngoài còn ngang nhiên treo hình ảnh quảng cáo của nền tảng đánh bạc trực tuyến ở góc biển hiệu quảng cáo cũng như trên nhiều trang mạng xã hội khác. Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Nhìn thẳng vào thực tế, tình trạng đánh bạc trái hình vẫn âm thầm diễn ra với nhiều hình thức. Những vụ đánh bạc nêu trên đã gây ra những hệ lụy rất lớn đối với nền kinh tế và xã hội, đó là một lượng tiền lớn, lượng lao động lớn mà chủ yếu là giới trẻ đi vào lĩnh vực phi pháp thay vì vào sản xuất kinh doanh. Cũng từ đây, nhiều hệ lụy về chiếm đoạt tài sản, về tín dụng đen, về gây rối trật tự xã hội phát sinh. Do đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa kịp thời triệt phá các đường dây, ổ nhóm, xử lý thức đáng đối với những kẻ cầm đầu và tổ chức các kiểu đánh bạc này, đồng thời tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội của mỗi người dân trong việc giám sát xã hội, tăng cường tuyên truyền pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân trước sự dụ dỗ của những kẻ chủ mưu. Tin nóng, Tiếp sau đây là phần tin nóng, mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Sáng ngày 14 tháng 12, tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, sinh năm 1969, cùng hai đồng phạm, nguyên là cán bộ công an tỉnh, gồm Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1968 và Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1970, trong vụ án trốn thuế và rửa tiền. Trong đó bị cáo Hạnh bị truy tố về tội trốn thuế và rửa tiền, hai bị cáo Võ và Sang cũng bị truy tố về tội rửa tiền Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 12. Sáng ngày 14 tháng 12, tòa tiến hành công bố cáo trạng và tiến hành phần xét hỏi. Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thành lập 4 công ty trách nhiệm hữu hạn, hai hộ kinh doanh do chính bị cáo Hạnh và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường. Nguồn gốc số lượng đường do Hạnh trực tiếp mua vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ Căn cứ kết quả giám định về thuế, số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước từ các hành vi trên là hơn 755 tỷ đồng. Đây là lần thứ hai vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, tại phiên xét xử diễn ra vào ngày 4 tháng 12, ngoài ba bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang còn triệu tập 82 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, do số người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập vắng mặt quá nhiều, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tổ chức tiêu hủy đối với hơn 10.000 sản phẩm hàng hóa vi phạm, tổng trị giá hơn nửa tỷ đồng. Ngày 14 tháng 12 tại nhà máy công ty cổ phần môi trường Việt Úc tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thực hiện tiêu hủy hàng hóa đối với 10.579 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm trong đó có 1.083 đơn vị sản phẩm quần áo, nón và 1.315 kg vải các loại, 1.368 chai dầu gió, 23 chai rượu vang và một số loại hàng hóa khác. Tất cả đều không phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Phương thức tiêu hủy được áp dụng là hủy hình dạng, đốt tiêu hủy trong lò đốt có hệ thống xử lý đồng bộ toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị chức năng theo đúng quy định. Ngày 14 tháng 12, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã tiến hành tiêu hủy hơn 300 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong số này có hơn 160 súng cồn, hơn 70 súng kiếp, nhiều súng hơi và vũ khí thu sơ, đạn, linh kiện. Đây là số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành chức năng thu được trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn. Quá trình tiêu hủy, lực lượng chức năng tiến hành phá hủy hoàn toàn các loại công cụ, vũ khí, đảm bảo chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Tuy Đức là huyện biên giới của tỉnh Đắk Nông. Đây là địa phương có diện tích rộng, dân cư thư thớt. Nhiều năm qua, đây cũng là địa phương khá phức tạp về an ninh trật tự, với nhiều vụ tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất rừng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 650 triệu đồng, công ty cổ phần đồng tả phơi Vinacomin vì sự cố vỡ cống hồ thải quặng của đơn vị này. Trước đó ngày 8 tháng 8 năm 2023 xảy ra sự cố vỡ cống thoát nước mặt hồ thải quặng nhà máy Đồng Tả Phơi, xã Tả Phơi, thành phố Lào Cai, dẫn đến nước và bùn trong hồ thải quặng chạy ra ngoài, vi phạm dự án, gây thiệt hại cho 104 hộ dân và gây ảnh hưởng đến môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã quyết định xử phạt công ty cổ phần đồng tả phời số tiền 400 triệu đồng về hành vi vi phạm đối với việc gây sự cố vỡ cống thoát nước mặt của Hồ Thải Quảng. Xử phạt 250 triệu đồng đối với hành vi vi phạm cung cấp không chính xác, không trung thực thông tin về kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm theo quy định. Thông tin về giao thông, trưa ngày 14 tháng 12, trên đường DT 743 của thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container, làm một phụ nữ tử vong. Thông tin ban đầu, xe container biển số 51C 54663 chạy đến giao lộ với đường Đỗ Tấn Phong, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An, thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 36X2-1402 do một phụ nữ cầm lái chạy cùng chiều bên phải và chạm làm cho nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an thành phố Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ. Nạn nhân là chị LTT, 35 tuổi, đi khám bệnh ở bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh và đang trên đường về nhà trọ thì gặp tai nạn. Hình ảnh từ camera cho thấy, thời điểm này có một chiếc xe tải chạy từ đường Đỗ Tấn Phong ra DT743 và đang dừng chờ qua đường. Nhận định ban đầu, có thể vì đánh lái tránh chiếc xe tải này nên nạn nhân đã va chạm với xe container. Nguyên nhân chính xác đang được công an thành phố Dĩ An làm rõ. Tiểu mục chuyện ngày mới. Thưa quý thính giả, thời gian qua, mô hình hội quán ở Đồng Tháp để phát huy nhiều giá trị cho nông dân cộng đồng và cũng là nơi dưỡng đuôi nhiều ý tưởng sáng tạo của nông dân đất sen hồng. Những sáng chế, cách làm hay được vận dụng vào sản xuất kinh doanh, giúp tiết kiệm chi phí, gia tăng thu nhập cho người dân đã ra đời và lan tỏa. Hội quán nông dân là mô hình mở dựa trên hình thức liên kết tự nguyện của những người nông dân nhằm chia sẻ chuyện làng, chuyện xóm và hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh tại Đồng Tháp. Hội quán không giới hạn địa giới hành chính, chỉ cần người dân có cùng chung ngành nghề, chung lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều có thể tham gia. Tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với vùng đất sen hồng để khám phá những mô hình sáng tạo hiệu quả của nông dân các hội quán. Với mong muốn làm nông nghiệp hữu cơ cho ra sản phẩm trái cây sạch, ông Lê Văn Dũng, thành viên Minh Phát, hội quán huyện Câu Lãnh đã nghĩ ra cách ủ đạm cá đạm, đạm đầu đành để bón gốc cho cây. Bên cạnh đó là thuốc trừ sâu vi sinh được làm từ củ hành tỏi ớt, nguyên liệu dễ tìm, giá thành thấp lại an toàn và chất lượng hơn cho cây trái. Mô hình đã được ông Dũng áp dụng hơn 5 năm qua. Ông Lê Văn Dũng, thành viên Minh Phát Hội quán, xã Mỹ Long, huyện Câu Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết tôi cũng học hỏi các anh em, bà con, cô bác đi trước, rồi nói chung cũng có anh em ở kỹ thuật ở phòng nông nghiệp cũng có hướng dẫn, thì mình cũng tìm tòi, học hỏi cũng có thất bại một hai lần, rồi sau này từ từ nó ổn định nó thành công, mình cũng có truyền đạt lại những cái, cái kinh nghiệm mà mình thực hiện được đó là cho anh em trong hội quán cũng như trong hợp tác xã để cùng nhau làm để có cái thu nhập cũng như là có cái tiến bộ. Ông Nguyễn Văn Lập, thành viên Minh Phát Hội quán xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ. Giao lưu với anh em làm vườn, có học được một cái bước phát triển là mình ủ pha mà phân hữu cơ. Tình cờ gặp đây cũng có chỗ anh Dũng, anh cũng ủ cái cái phân hữu cơ liên kết với nhau để học hỏi những kinh nghiệm của anh em đã từng trải. Thí dụ cái kinh nghiệm nào hay thì mình học hỏi là người dẫn dụng vào cái mô hình vườn tự của mình. Năm dân mà đi riêng lẻ thì không bắt kịp cái cái, cái, cái phát triển mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 5.500 m2 được thực hiện bởi một kỹ sư nông dân còn rất trẻ, anh Nguyễn Thế Hoàng Vinh, 28 tuổi, hiện phó chủ nhiệm Tân Thành, hội quán huyện Lê Vung. Tự nhận là hậu bối trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng với nền tảng tốt nghiệp đại học chuyên ngành bảo vệ thực vật cùng với sự tìm tòi sáng tạo và khát vọng làm nông nghiệp thông minh, anh đã chăm chút hiệu quả cho vườn dưa lưới trong năm năm qua. Ngoài ra anh còn nghiên cứu mô hình ứng dụng công nghệ cao phục hồi quýt hồng Lai Vung từ 3 năm trước. Hiện các mô hình này mang lại kết quả khả quan và tương lai có thể nhân rộng cho bà con nhập vườn trên địa bàn. Anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, Phó chủ nhiệm Tân Thành hội quán, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho hay: Khi tiếp xúc với các hành viên là bậc lão làng về nông nghiệp trong hội quán thì bản thân phải luôn cố gắng học hỏi rất là nhiều. Bên cạnh đó thì với kinh nghiệm là học từ trường lớp cũng như là bên nông nghiệp công nghệ cao thì em luôn cố gắng hỗ trợ các chú trong hội quán là có thể tiếp xúc nhiều với công nghệ những cái nền tảng ví dụ như là mạng xã hội về Facebook, Zalo hoặc TikTok để các chú có thể là tiếp cận, có thể kể nên cái câu chuyện về sản phẩm của mình, quảng bá các sản phẩm của mình, hướng dẫn các chú là áp dụng những cái kỹ thuật khoa học công nghệ mới hiện tại ở hội quán thì em cũng đang nghiên cứu một cái mô hình là dự báo thời tiết chính xác có thể triển khai giúp cho các chú có thể là dự báo thời tiết trước khi mình phun xịt để có thể né mưa một cách hiệu quả. Bằng kinh nghiệm, bằng sự học hỏi sáng tạo và sẽ chia cùng nhau, nông dân Đồng Tháp không chỉ đang khẳng định giá trị của hội quán, mà còn chung tay góp nên nền nông nghiệp bền vững trên quê hương. Đằng sau rất nhiều danh hiệu, sự vinh danh, khen thưởng xứng đáng với những nông dân sáng tạo như anh Vinh, ông Dũng, Phần thưởng lớn nhất là tạo ra những sản phẩm an toàn chất lượng đến tay người tiêu dùng, nâng tầm giá trị nông sản mang thương hiệu của vùng đất Sen Hồng. Nhắc đến hội quán nông dân, người ta biết đến ngay vùng đất Sen Hồng Đồng Tháp. Chỉ vì có Đồng Tháp mới có mô hình hội quán là những người nông dân cùng ý tưởng, cùng chung chí hướng, cùng ngồi lại với nhau, bàn luận, đưa ra những giải pháp để cùng nhau xây dựng, cùng nhau thụ hưởng. Nét đặc trưng rất riêng của Đồng Tháp với mô hình hội quán đã lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cùng nhau vùng đắp, cùng nhau xây dựng thương hiệu và cùng nhau thụ hưởng để quảng bá hình ảnh con người vùng đất Sen Hồng độc Tháp đến với mọi người dân trên cả nước. Và thưa quý thính giả, câu chuyện đầy ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa Phương Uyên và Công Vinh xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình.